Xin chào quý vị, xin mời quý vị cùng đến với bản tin Today Life ngày 31 tháng 10. Today Life sẽ mang đến các gia đình những thông tin bổ ích trong mọi mặt của đời sống thường ngày, từ mua sắm, tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi, giải trí và du lịch. Ngày hôm nay thì với chủ đề Đồng tiền biết nói, Today Life sẽ chuyển đến các gia đình những thông tin đáng chú ý như sau. Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam-Mỹ. Khởi công dự án kho chứa khí hóa lỏng Thị Vải. Hà Nội xin trồng 600.000 cây xanh không qua đấu thầu. Vừa qua tại trụ sở chính phủ, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã tiếp ông Kurt Campbell, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ, chủ tịch và CEO của Asia Group và đoàn lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Mỹ trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, thương mại, quốc phòng và công nghệ nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam-Mỹ. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư, với kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp 133 lần, từ 450 triệu USD vào năm 1995 lên 60 tỷ USD năm 2018. Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đã và sẽ luôn quan tâm thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam, mở rộng đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Thay mặt đoàn doanh nghiệp Mỹ, Chủ tịch ACI Group ông Kurt Campbell mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo chính phủ Việt Nam Liên bang Nga do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Maxim Akimov đồng chủ trì. Kể từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga dẫn đầu có hiệu lực vào tháng 10 năm 2016, kim ngạch thương mại đã đạt 4,57 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 23 của Liên bang Nga, đứng đầu trong ASEAN và đứng thứ 6 trong số các nước APEC. Hiện nay, Nga có 123 dự án ngoài dầu khí đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ, trong khi Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư vào Nga, tổng vốn gần 3 tỷ đô la Mỹ. Những kết quả này đã khẳng định sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt-Nga, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp hai bên cần tích cực chủ động hơn để tận dụng tối đa thời cơ, tạo ra những bước đột phá mới trong quan hệ như mở rộng thêm nhiều dự án đầu tư mới, nhiều chương trình hợp tác và sáng kiến thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt khi kênh thanh toán song phương bằng đồng nội tệ cũng đang được triển khai và dòng tiền giao dịch làm ăn giữa hai doanh nghiệp hai nước đang được khơi thông. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Mới đây tại kho cảng PVGA Vũng Tàu, cảng Thị Vải, xã Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam PVGA đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, dự án kho chứa 1 triệu tấn LNG Thị Vải không chỉ có ý nghĩa đối với Tổng công ty Khí Việt Nam mà còn là dấu mốc quan trọng để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các công ty thành viên từng bước hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đã được chính phủ phê duyệt. Chuỗi dự án khí điện LNG Thị Vải Nhân Trạch bao gồm dự án kho cảng nhập khẩu LNG Thị Vải và dự án nhà máy điện khí Nhân Trạch 3 và 4. Sau khi hoàn thành dự án, kho chứa LNG Thị Vải có khả năng tiếp nhận được tàu vận chuyển LNG có trọng tải lên đến 85.000 tấn hàng. Cũng tại lễ khởi công, PVGA đã tổ chức ký kết tài trợ tín dụng đối với dự án kho chứa LNG Thị Vải giữa PVGA và các ngân hàng uy tín trong và ngoài nước. Trong đó, giá trị khoản vay ngân hàng nước ngoài là 80 triệu USD và giá trị khoản vay ngân hàng trong nước là 2.100 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề nghị Thủ tướng cho áp dụng cơ chế đặc thù trồng bổ sung 600.000 cây xanh trên các tuyến đường phố có vỉa hè rộng, các dải phân cách và các khu vực trang trí phục vụ các sự kiện lớn của Trung ương và Thủ đô. Điểm đáng chú ý của cơ chế này đó là việc không qua đấu thầu. Hà Nội bắt đầu triển khai chương trình trồng thêm 1 triệu cây xanh từ năm 2016. Mô hình trồng cây xanh đa tầng tán tại nhiều tuyến đường phố đã tạo bước đột phá về cảnh quan và nhận được sự ủng hộ của người dân. Với thông tin Hà Nội đang xin cơ chế đặc thù để trồng thêm 600.000 cây xanh không qua đấu thầu, người dân đều quan tâm đến chất lượng cây trồng. Bàn về vấn đề này, các đại biểu Quốc hội ủng hộ việc trồng cây xanh, nhưng việc có qua đấu thầu hay không thì phụ thuộc vào sự xem xét của chính phủ. Thành phố Hà Nội đã đề nghị Thủ tướng cho phép được chủ động chọn nhà cung cấp cây xanh thay vì đấu thầu để tìm được đơn vị có đủ năng lực áp dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc áp dụng hình thức đặt hàng để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời triển khai ngay các nhiệm vụ được giao. Phần tin tức xung quanh chủ đề đồng tiền biết nói cũng đã khép lại và Today Live sẽ còn mang đến những thông tin hấp dẫn khác ở phần tiêu điểm. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, sức khỏe chính là tài sản lớn nhất của mỗi con người. Có sức khỏe thì chúng ta có thể làm được nhiều thứ. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể có được phương pháp bảo vệ đúng cách cũng như đảm bảo an toàn tài chính khi có rủi ro xảy ra thì vẫn còn là một câu hỏi. Và để tìm lời giải đáp cho vấn đề này thì xin mời quý vị cùng đến với phóng sự sau đây. Với mỗi người, việc lựa chọn cho mình một sản phẩm bảo hiểm vô cùng quan trọng, không chỉ rèn luyện ý thức tự giác thông qua việc đóng phí định kỳ, mà còn đảm bảo tài chính khi có rủi ro xảy ra. Tuy nhiên, với nhiều người vẫn còn trăn trở khi lựa chọn bảo hiểm nhân thọ. Là người mẹ đơn thân, chị Mai Uyên luôn mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho con mình. Khi được bạn bè đồng nghiệp nhắc đến bảo hiểm nhân thọ, có thể đầu tư cho việc học của con mình, chị Uyên mong muốn sẽ tìm hiểu thật kỹ những giá trị mà bảo hiểm nhân thọ mang lại. Thật sự thì trước cái thời điểm mà mình sinh con á, là mình đã có biết về bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà lúc đó mình không có thực sự chú ý và mình cũng chưa có cái nhu cầu nhiều, nên là cũng không tìm hiểu. Lúc mình có con thì thật lòng thì là mình chưa có chuẩn bị đủ nhiều. Mình sinh con rồi thì mình mới hiểu là cần phải chuẩn bị rất rất là nhiều thứ, nhưng trước đó thì là mình biết ít quá. Lúc đó mình cảm thấy bảo hiểm nhân thọ là cần, quan trọng. Nếu mà có nó thì cái cuộc sống của mình về mặt tinh thần á, nó đỡ lo lắng rất là nhiều. Nếu mà lỡ mình có cái gì không hay xảy ra thì mình biết chắc là con mình sẽ được an toàn trong một khoảng thời gian nhất định, và cũng không có để lại cái gánh nặng cho những người thân. Để được tham gia các gói bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần phải cung cấp thông tin chính xác về tình trạng sức khỏe của bản thân để nhân viên tư vấn đưa ra các giải pháp tốt nhất. Chị Mai Uyên là một ví dụ điển hình. Bên cạnh việc mong muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ cho con mình, chị cũng quyết định tham gia cho bản thân, thì vô tình phát hiện bệnh trong người và hồ sơ nhiều lần bị từ chối. Khi mà mình mang thai thì bác sĩ cho mình đi kiểm tra sức khỏe. Thì cái thời điểm đó là đã phát hiện ra là mình có một cái căn bệnh di truyền về máu. Tuy nhiên là từ nhỏ cho tới lớn á, cái căn bệnh đó hầu như là không có gây ảnh hưởng gì tới cái cuộc sống của mình hết. Khi mà mình bị từ chối hồ sơ 3 lần vì có cái lịch sử với cái bệnh đó thì thật lòng là mình cảm thấy là có bị ức, bị ức trong người. Tại vì nếu như vì một cái điểm nhỏ mà mình không còn bất cứ một cái quyền để mua những cái bảo vệ gì khác hết thì trước giờ là mình cảm thấy là nó oan ức. Thì khi mà cái lần cuối cùng mình nộp cái hồ sơ là được chấp nhận mua bảo hiểm, tuy nhiên là có loại trừ cái bệnh đó ra. Cái mà mình thấy là sau cái hành trình mà mình trải qua rất là gian nan để đến được cái kết quả ngày hôm nay, hệ
hãy quan tâm đến cái vấn đề mua bảo hiểm càng sớm càng tốt. Khi mình còn trẻ thì theo mình nghĩ là cái lúc đó là lúc tốt nhất để mà bắt đầu một cái bảo vệ như vậy. Theo mình nghĩ là lo được cái bảo hiểm nhân thọ trước thì là sẽ yên tâm cho bản thân mình và cho tất cả những người mà mình thương yêu. Việc lên kế hoạch và dự phòng về tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì khi có rủi ro xảy ra, chúng ta cũng bớt đi phần nào gánh nặng. Năm 2019, Hiệp hội Bảo hiểm đã đặt mục tiêu doanh thu toàn thị trường bảo hiểm tăng 25%, trong đó bảo hiểm nhân thọ tăng 35% và phi nhân thọ tăng 10%. Số liệu tính đến quý 3 năm 2019 cho thấy mục tiêu tăng trưởng doanh thu toàn thị trường hoàn toàn có thể đạt được. Qua số liệu tăng trưởng trên cho thấy khách hàng ngày càng có niềm tin hơn vào bảo hiểm nhân thọ. Đảm bảo về sức khỏe cho gia đình và sự yên tâm trước những cái rủi ro có thể là đến bất ngờ. Và tôi cũng mong muốn là con cái sau này có được những cái quyền lợi và cái cơ hội về học vấn được đầy đủ. Về già nó an nhàn hơn. Đó, khi mà mình cần tới mình sử dụng, chẳng hạn như những lúc bệnh hoạn hay là những cái lúc mà mình cần đến có thể là cũng cho chồng con mình đó. Về vấn đề mà tài chính. Cuộc sống vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà chúng ta không lường biết trước. Việc hiểu rõ về sức khỏe của bản thân vô cùng quan trọng, vì khi đó ta có kế hoạch cũng như phương pháp điều trị kịp thời. Quý vị đừng vội chuyển kênh nhé, vì chúng tôi sẽ còn mang đến quý vị những thông tin bổ ích thông qua chuyên mục Góc chia sẻ. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, Quốc hội vừa có cuộc họp bàn về luật cán bộ, công chức viên chức sửa đổi. Dư luận xã hội kỳ vọng rằng sẽ có nhiều thay đổi đột phá, nâng cao chất lượng hiệu quả của bộ máy, trong đó thì có việc xóa bỏ tình trạng loạn chứng chỉ, đăng hành công chức viên chức hiện nay. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời trao đổi. Thưa ông, trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức viên chức lần này thì có rất là nhiều điểm mới để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cán bộ công chức viên chức. Tuy nhiên thì nhiều ý kiến phản ánh rằng tình trạng loạn chứng chỉ đăng hành công chức hiện nay thì cũng cần phải xóa bỏ. Vậy thì quan điểm của ông như thế nào về điều này ạ? Nói là luật cán bộ công chức viên chức sửa đổi lần này thì có những nội dung rất là quan trọng. Nó đem lại những cái quyền lợi rất là thiết thực cho công chức viên chức, như là nó rất là cụ thể về cái việc mà chọn và sử dụng nhân tài. Tuy nhiên phải nói rằng trong cái còn quy định những điều kiện ràng buộc về cái giấy chứng nhận rồi giấy chứng chỉ kèm theo cái việc mà thi công chức viên chức, tôi cho rằng đây cũng phải cần phải xem xét coi lại, không khéo nó có một cái sự ràng buộc mà đối với công chức viên chức họ không đáp ứng được. Vâng, thưa ông, Bộ Nội vụ thì đang xây dựng đề án vị trí việc làm, tuy nhiên vẫn cần phải đòi hỏi cán bộ công chức viên chức phải có nhiều văn bằng chứng chỉ. Vậy thì điều này có mâu thuẫn hay không, thưa ông? Phải nói hiện nay chúng ta cũng đang có Bộ Nội vụ cũng trình Chính phủ để xây dựng vị trí việc làm. Tôi cho rằng đây là rất phù hợp, rất là thực tiễn để nhằm để phát huy cái tính chuyên môn hóa của mỗi cán bộ công chức viên chức. Chọn cái vị trí việc làm mà thi tuyển công chức viên chức đó là sát thực tế và phù hợp, và những người được thi tuyển chọn đó là thật sự người đó là đúng trong cái vấn đề chuyên môn. Tôi cho rằng đối với những cán bộ công chức viên chức thi tuyển vào vị trí việc làm thì có đủ những cái điều kiện cần thiết, thì họ đã có cái giấy chứng nhận là A hoặc là B anh văn, A hoặc là B là tin học
rồi, đã có ngoại ngữ tin học đầy đủ hết trơn rồi, tôi nghĩ rằng đủ điều kiện để thi tuyển vào công chức, không nhất thiết gì phải kèm theo những thủ tục, những giấy chứng nhận khác. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông. Chuyên mục Góc chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Today Live ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hy vọng rằng các gia đình đã có những thông tin bổ ích. Và xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại ở những bản tin sau.